Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 2911 Đạo nhất thần tử không nói gì thêm nữa, bởi vì anh ta sẽ không nói dối. Anh biết rõ sở dĩ mình không xuất thủ hoàn toàn đúng là vì liên quan mộ thanh. Với thiên phú do, Trương Long Sơn, thể hiện hiện tại cùng với đứng đầu trong kỳ lân tinh vực nữa, thì sau này không chừng anh ta có thể là một vị thần quân, là một đối tượng đáng để rèn luyện. Nhưng sau khi nhìn thấy sự hợp tác giữa Trương Long Sơn, và Mộ Thanh vừa rồi, không biết vì sao, trong lòng đạo nhất lại cảm thấy một chút nguy hiểm. Về thực lực, anh ta tự nhận là có thể đè bẹp Trương Long Sơn, nhưng đối với chuyện của Mộ Thanh, lần đầu tiên lòng tin của anh ta bị lung lay cho nên tính nhân cơ hội này để loại bỏ đối thủ. Vào thời khắc cực kỳ nguy cấp này, một tiếng rồng gầm vang lên, sau đó một tia sáng từ trên trời bay lượn ở trước mặt của Đường Tuấn với tốc độ cực nhanh. Một kết giới phát sáng mở ra ở trên đỉnh đầu của Đường Tuấn tung, hổ tiêu đạp một cước lên kết giới phát sáng đó, tạo ra một âm thanh nhỏ, nhưng lại không thể làm dung chuyển kết giới kia cho dù chỉ là một chút. Hổ tiêu ngơ ngẩn, triệu huyền ngơ ngẩn, đạo nhất thần tử và ngao vấn thiên cũng ngừng đánh nhau. Audio điện tử võ tấn bền Giờ phút này, tất cả mọi người ở tầng 10 ngừng chiến, kinh ngạc nhìn, Trương Long Sơn, có người khẽ mở miệng, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Giờ khắc này, tầng thứ 10 bên trong tất cả mọi người ngừng tranh đấu, ngơ ngác nhìn về phía Trương Long Sơn, có ít người miệng cũng hơi mở ra, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên đỉnh đầu của đường Tuấn, một cỗ long khí phát sáng lượn vòng quanh, lơ lửng trên đầu anh giống như một chiếc vương miện nhiều màu. Kết giới phát sáng kia được tạo thành bởi các sợi long khí biến hóa mà thành. Đây chính là long tức mà Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất Thần Tử đã chiến đấu vì đó. Long tức đã chủ động bảo vệ đường Tuấn. Ai có thể tin được. Lúc này Đường Tuấn cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Long Tức ở trên đỉnh đầu. Đừng nói đến những người khác, ngay cả chính anh cũng vô cùng khó hiểu, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của tất cả mọi người, Long Tức từ từ phả vào đỉnh đầu của Đường Tuấn, tạo thành một ấn ký hình rồng. Mà ấn ký hình rồng này chỉ biến mất khi chờ anh ta luyện hóa Long Tức. Tên Gia Hỏa Trương Long Sơn này lại có được Long Tức chứ? Không là Long tức tự động lựa chọn anh ta đó. Mọi người lại sửng sốt lần nữa. chuyện gì thế này? bọn họ chiến đấu với Long tức lâu như vậy, vậy mà lại tự mình chọn chủ nhân. Hồ Tiêu là người ở gần Đường Tuấn nhất, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn, đằng đằng sát khí nói: người phế vật như anh cũng thật may mắn, vậy mà có thể khiến Long tức yêu ái chọn mình. Nhưng để hoàn thành tôi, chỉ cần giết anh, Long tức sẽ là của tôi. Nói xong, Hồ Tiêu lại đá vào đầu của Đường Tuấn tung, Đường Tuấn trực tiếp dịch chuyển để né tránh và xuất hiện ở một góc khác của tầng 10. Nhưng hành động của anh khiến tất cả mọi người đều sinh ra ảo tưởng rằng, Trương Long Sơn lúc này đã biết không thể đánh chết Hồ Tiêu mà chỉ có thể chạy trốn bằng cách dịch chuyển tức thời. Tất cả mọi người nhìn Đường Tuấn xuất hiện trở lại, trên mặt đều lộ ra vẻ diễu cợt, không đủ thực lực nhưng lại lấy được bảo vật tốt nhất. Chỉ sợ tên gia hỏa này phải xong đời rồi. Chương 2912, Trương Long Sơn Advertisement. Sắc mặt Triệu Huyền rất khó coi, trước tiên nhìn Đường Tuấn, sau đó mới nhìn lại lối đi dẫn đến tầng thứ 9, nếu bây giờ anh ta trốn thoát thì xác suất không bị lạc sẽ lớn bao nhiêu. Trương Long Sơn, mau giao long tức ra đi. Vào lúc này, tất cả các thần tử thánh nữ đứng đầu trong vạn tiên đều ngừng đánh nhau, đồng loạt nhìn về phía của Đường Tuấn. Advertisement. Người lên tiếng lúc này là một thanh niên mặc bộ đồ đen, trên tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo. Tu La Thần Tử, người đầu tiên trong huyền vũ tinh vực. Advertisement, những người khác cũng có vẻ mặt không khác mấy, giống như thể bọn họ nghiễm nhiên coi đường Tuấn như một con cừu non đang đợi giết thịt. Ha ha ha, đạo nhất, không ngờ đến hai chúng ta đánh nhau hơn nửa ngày mà vẫn chẳng được gì, ngược lại lại để cho tên tiểu tử hỗn đản này được lợi. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, tôi không biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo chúng ta đâu. Ngạo vấn thiên cười lớn, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện tức giận gì vì bảo vật bị đoạt mất cả, giống như thể thực sự cảm thấy rất buồn cười vậy. Đạo nhất nhìn chằm chằm vào đường Tuấn, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng sau đó liền thu lại. Long tức là món bảo vật mà ngay cả anh ta cũng muốn có, nhưng dù sao hai người cũng cùng xuất thân từ kỳ lân tinh vực. Nên nếu anh ta yêu cầu thì thực sự có chút không thể nào nói được nếu như đường tuấn chủ động hiến cho anh ta thì đương nhiên sẽ là tốt nhất ngao vấn thiên khinh thường liếc mắt nhìn đạo nhất một cái nói đúng là tên gia hỏa đạo đức giả mà anh ta di chuyển thân rồng to lớn kia con mắt rồng to lớn nhìn xuống đường tuấn nghiêm nghị nói trương long sơn cho tôi long tức tôi cam đoan sẽ để cho anh sống sót bước ra khỏi long lâu bầu không khí trong sân nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng đại chiến sắp nổ ra hết sức căng thẳng nếu như Ngao Vấn Thiên hay Đạo Nhất Thần Tử có được Long Tức thì không ai có ý kiến, nhưng bây giờ người đột nhiên xuất hiện lại có được Long Tức là Trương Long Sơn, một tên gia hỏa thậm chí còn không thể đánh bại được Hồ Tiêu. Một người như vậy không có tư cách để có được loại bảo vật như Long Tức này không? Một đám người ở Chu Tước Tinh Vực cũng đang xem cảnh tượng này, mấy người Ly Thanh Trần nhìn về phía Mộ Thanh để chờ đợi quyết định của cô ấy. Mộ Thanh suy tư một chút, thở dài nói, sau này nếu có thể giúp anh ta thì nê giúp một chút. Nhưng phải cam đoan sự an toàn của mình là yếu tố đầu tiên. Đám người của Ly Thanh Trần giật mình, kinh ngạc nhìn mộ thanh. Nếu như bọn họ không biết rằng mộ thanh đã thay thế tình cảm cho, Đường Tuấn đã chết, chỉ sợ bọn họ sẽ nghĩ rằng mộ thanh vẫn còn quan tâm đến Trương Long Sơn. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc để hỏi thăm, mấy người đó chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đường Tuấn liếc nhìn đám người ở trong sân, khóe miệng hiện lên một tia diễu cợt, những người này đang coi mình là quả hồng mềm để bóp hay sao? Không cần biết lý do là gì, lòng tức đã nằm trong tay anh, anh cũng không định cứ từ bỏ như thế này. Đường Tuấn âm thầm thôi động pháp lực, chuẩn bị toàn lực chiến đấu một trận. Cho dù những người này có là thiên kiêu của Trung ương Ngân Hà, thì anh cũng không hề sợ hãi một chút nào. chương 2913, là bí bảo hỏa diễm hay là thần văn vậy? Advertisement tên gia hỏa này thực sự dự định sẽ tử chiến với chúng ta sao? thật là thú vị. Ngao Vấn Thiên cười nhạt một tiếng, trong nụ cười có mang theo một chút trào phúng. Trên khuôn mặt của Hồ Tiêu và Tu La Thần Tử cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Advertisement đạo nhất thở dài một hơi, nói: Trương Long Sơn, đưa cho tôi Long Tức, đó không phải là bảo vật mà anh có thể có được đâu anh cầm nó, sẽ không có cách nào để sống sót mà thoát khỏi long lâu. Đường Tuấn nói, vậy thì chưa hẳn đâu. Advertisement. Lời nói vừa rơi xuống, đường Tuấn đã biến mất, không thấy gì nữa. Cẩn thận. Sắc mặt của mọi người khẽ thay đổi. Hổ tiêu. Đạo nhất thần tử bỗng nhiên nói. Trái tim của hổ tiêu như đông cứng lại, mặc dù đạo nhất thần tử đã nhắc nhở anh ta, nhưng anh ta vẫn chậm một nhịp, một tay đưa ra từ hư không, trên lòng bàn tay có hỏa diễm lượn lờ. Dường như có một biển lửa đang ngưng tụ ở trong lòng bàn tay nhỏ đó, nhiệt độ cao đáng sợ tỏa ra từ nó. Xương máu trên người của Hồ Tiêu lập tức bị nhiệt độ cao bốc hơi đi rất nhiều, anh ta trợt quát lên, hổ gầm vang lên, trên làn da của anh ta chợt lóe lên một tầng ánh sáng. Bùm một tiếng, hỏa diễm thủ trưởng in trên ngực của Hồ Tiêu, lồng ngực anh ta lập tức gục xuống. Anh ta phun một ngụm máu tươi từ trong miệng ra, nhưng trong nháy mắt đã bốc hơi đi, sắc mặt anh ta tái nhợt hơn rất nhiều. Sau đó Đường Tuấn mới từ trong hư không hiện thân lên, ở trong lòng bàn tay vẫn còn đang hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, trông dữ tợn hơn rất nhiều. Là bí bảo hỏa diễm hay là thần văn vậy? Đám người đều kinh hãi. Nếu không nhờ vừa rồi có đạo nhất thần tử nhắc nhở, thì khi chịu một đòn kia của Hồ Tiêu, anh ta đã bị thương nặng. Đường Tuấn liếc mắt nhìn thoáng qua đạo nhất thần tử, nhãn lực của tên gia hỏa này đúng là không tầm thường. Tôi đến đây. Một tiếng quát khẽ vang lên, một cô gái trẻ với dáng người thướt tha mặc chiếc váy dài màu xanh lam đứng dậy, trên lông mày tự hiện lên một dòng chữ cổ. Ngay khi dòng chữ này xuất hiện, không gian tầng thứ 10 trở nên ẩm ướt rất nhiều, dường như khoảng không có thể vắt ra nước. Thủy tự thần văn, hải tộc thực sự đã giao cho Thủy tự thần văn cho Thủy Miểu Miểu. Đây là muốn khẳng định cô ta là thế hệ tiếp theo của nữ hoàng hải tộc sao. Giữa sân có người nghẹn ngào hô lên. Cô gái trẻ này tên là Thủy Miểu Miểu, cô ta là thánh nữ của hải tộc, dòng từ đó là Thủy Tự Thần Văn. Mà nước lại khắc lửa, giao long tức ra đây. chương 2914, Minh Thần Quân. Advertisement. Có vẻ như Thủy Miểu Miểu có ý định dùng Thủy Tự Thần Văn để quấy nhiễu việc dịch chuyển tức thời của anh ta. Trương Long Sơn, cậu muốn đại chiến sao? Đưa Long Tức cho tôi. Advertisement. Bổn điện hạ không muốn lấy những thứ của anh, tôi sẽ đền bù bằng những thứ có giá trị tương đương. Lúc này đạo nhất thần tử cũng không còn cách nào giữ được bình tĩnh nữa, trong ánh mắt cũng có tia sáng lóe lên, phát ra dao động khiến người ta phải run sợ, không biết là bảo vật gì. Đôi mắt của đường Tuấn híp lại, nhìn về phía lông mày của đạo nhất, lập tức cảm thấy tinh thần đau nhói một chút cấp độ thần văn rất cao. Advertisement Trong lòng đường Tuấn khẽ giật mình. Anh ta nhìn thấy một dòng chữ đang nhảy nhót ở trên lông mày của đạo nhất, nhưng không thể nhìn thấy cụ thể nó là gì, nhưng chắc chắn cao cấp hơn thần văn chữ hỏa của anh ta. Tri hội ở Long Lâu vốn là một trận đại chiến. Đạo nhất, Ngao Vấn Tiên nói không sai, các người quá dối trá. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Sắc mặt đạo nhất thần tử tái xanh đi, nhưng ngao vấn thiên lại cười ha ha nói có chuyện rồi trương long sơn nếu như anh có thể có thể sống sót đi ra khỏi long lâu bổn điện hạ sẽ giao người này cho anh ầm ầm đúng lúc này long lâu đột nhiên rung động một giọng nói lớn vang lên tri hội của long lâu đã kết thúc giọng nói đó vừa rơi xuống tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt có sự thay đổi sau đó bọn họ đều xuất hiện ở bên ngoài long lâu đã xảy ra chuyện gì vậy vẫn còn long khí ở trong long lâu mà, tại sao lại kết thúc chứ? Trước giờ các tri hội ở long lâu phải mất 3-4 ngày mới kết thúc, vậy sao lần này lại nhanh như vậy? Một đám người lớn tiếng la lên, rất nhiều người đều không hài lòng. Đường Tuấn nhìn về phía của Long Lâu, chỉ thấy lúc này Long Lâu đang rung chuyển không ngừng giống như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình đang lay động nó vậy. Mà ở trong Long Thành cũng có từng đợt dao động mạnh mẽ chuyển đến, dường như có người đang đánh nhau ở trong đó im lặng ngay giọng nói vĩ đại trước đó lại vang lên lần nữa bóng dáng của một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời của long thành nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới minh thần quân nhìn thấy khuôn mặt to lớn này trên mặt đạo nhất thần tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc anh ta cung kính cúi đầu chào hỏi những người khác nhìn thấy sắc mặt cũng nghiêm nghị nhao nhao chào hỏi Đối mặt với một vị thần quân, nhất định phải dành cho đối phương đủ sự tôn trọng. Là nhất đạo à? Chương 2915, chờ đã. Advertisement. Khuôn mặt to lớn của Minh Thần Quân liếc nhìn đám người ở phía dưới, cuối cùng cũng dừng lại ở trên thân của Đạo Nhất thần tử, lộ ra nụ cười, nói, lần này có lẽ là xuất hiện long tức ở Long Lâu, dựa vào năng lực của cậu, cậu nên đi lấy nó. Nếu luyện hóa long tức thì tu vi của cậu có thể được tăng lên không ít có lẽ sẽ sớm ngày tiến vào thần quân cảnh đó. Ông ta vừa nói dứt lời, vẻ mặt của đạo nhất thần tử trở nên có chút xấu hổ, vẻ mặt của không ít người cũng phức tạp nhìn về phía của đường Tuấn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Advertisement. Minh thần quân cũng đã nhận ra bầu không khí kỳ lạ này. Đạo nhất thần tử cũng nói lại đại khái chuyện đã xảy ra ở tầng thứ 10 cho ông ta nghe lần nữa. Advertisement tất cả mọi người trong sân không biết tình hình gì cũng nhao nhao nhìn về phía của Trương Long Sơn, với vẻ mặt có chút khác thường, tên gia hỏa này thật quá may mắn. Đúng là như vậy. Minh thần quân nhìn, Trương Long Sơn, giọng nói có một chút trêu tức, nói, đúng là một cậu nhóc may mắn, vậy mà có thể cướp được Long tức từ tay của Đạo Nhất và Thái Tử Long. Tim đường tuấn đập loạn xạ, tinh thần bị kiềm chế đến cực điểm, cố gắng không lộ ra vẻ kỳ quái nào hình như đạo nhất thần tử có quan hệ rất tốt với vị minh thần quân này nếu bên kia cố gắng ra tay giật lấy dựa vào thực lực hiện tại của anh thì nhất định sẽ không thể chống lại được thấy vậy minh thần quân không khỏi cười nhẹ nói cậu cứ yên tâm đi vì long khí đã rơi vào trong tay cậu rồi đây chính là cơ duyên thuộc về cậu tôi sẽ không ra tay để giật lấy đâu tất nhiên có thể giữ được cơ duyên này hay không thì còn tùy thuộc vào khả năng của cậu nữa nói xong Minh Thần Quân liền thu hồi ánh mắt. Lúc này Đường Tuấn mới lấy lại bình tĩnh, nếu như Minh Thần Quân tiếp tục nhìn nữa, nói không chừng anh sẽ hiện ra bản tướng mất. Tuy nhiên, thủ đoạn ngụy trang của vạn diệu cung quả thực rất phi thường, vậy mà có thể ẩn trốn được cả thần quân. Sau khi Minh Thần Quân nói xong, ánh mắt của rất nhiều người đều lộ ra vẻ vui mừng. Phải mất một khoảng thời gian để luyện hóa long tức, mà trước lúc đó, Bọn họ đã có cơ hội để đoạt được Long Tức từ tay của Trương Long Sơn. Tuy rằng Trương Long Sơn đã thể hiện sức mạnh rất lớn ở Long lâu, nhưng 10 vị thần tử thánh nữ đứng đầu càng thêm tin tưởng, nếu không phải dựa vào dịch chuyển tức thời thì Trương Long Sơn hoàn toàn không có khả năng làm tổn thương một chút nào đến Hồ Tiêu rồi. Khi thực sự bắt đầu, bọn họ tự tin rằng mình có thể đánh bại đối phương và đoạt lại Long Tức. Hiện tại bọn hắn thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi ánh mắt mấy người tu la thần tử hổ tiêu thủy miều miều nhìn đường tuấn giống như đang nhìn một kho bảo vật đang di chuyển vậy chờ đã hổ tiêu mấp máy bờ môi âm thầm cảnh cáo đường tuấn lão đường xem ra cậu cũng gây không ít thù hằn tôi nghĩ kế tiếp sẽ đến vạn tiên cậu nên từ bỏ đi triệu huyền truyền âm cho đường tuấn đường tuấn cười nói không có nhiều cơ hội để giao đấu với mấy vị thần tử thánh nữ này Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trên bầu trời, khuôn mặt to lớn của Minh Thần Quân lại tái hiện vẻ kinh ngạc, nghiêm nghị, trầm giọng nói, chi hội Long lâu lần này đột nhiên kết thúc bởi vì ở Táng Tinh cổ địa lại nổi lên một cuộc nổi loạn. Sau khi mấy vị thần quân chúng tôi thương nghị thì đã quyết định sẽ tiếp tục đưa vạn tiên ở Táng Tinh cổ địa vào bên tròn để so tài. Chờ sau khi cuộc phản loạn kết thúc, ai tính gộp lại điểm công lao nhiều nhất thì người đó là hạng nhất, sẽ có thể nhận được một đạo khí do tự tay Ngự Tôn giả luyện chế chương 2916, táng tinh cổ địa là nơi nào vậy? Advertisement, tôn giả thổi một hơi cũng có thể giết bọn họ rồi. Phần thưởng cho hạng nhất của vạn tiên lại là một đạo khí, hơn nữa còn do chính tay ngự tôn nghĩa luyện chế ra. E rằng nó còn mạnh hơn cả đạo khí bình thường nữa. Minh thần quân tiếp tục nói, chuẩn bị một chút đi. Sau ba ngày, sẽ có người đưa các cậu đến táng tinh cổ địa. Nói xong, sắc mặt của minh thần quân liền thay đổi. Advertisement Mười thần tử và thánh nữ hàng đầu trông có vẻ háo hức muốn thử, liếc nhìn thoáng qua đường tuấn một cái, rồi sau đó cũng nhao nhao rời đi. Táng tinh cổ địa vô cùng nguy hiểm, bọn họ cũng cần phải chuẩn bị cho đầy đủ. Sắc mặt triệu huyền đầy đau khổ, nói, lại là táng tinh cổ địa. Advertisement Ánh mắt anh ta đầy ai oán nhìn ông già thiên diễn, nói trưởng giáo nếu không thì tôi bỏ quyền vậy trước tri hội long lâu anh ta vẫn tràn đầy niềm tin nhưng khi đi theo đường tuấn đi vào trong long lâu xong anh ta cảm thấy mình giống như một phế nhân đang ngồi ăn rồi chờ chết thậm chí còn muốn đường tuấn cướp long tức giúp anh ta mặc dù thực lực tăng lên không ít nhưng toàn bộ quá trình thực sự quá đáng sợ tên gia hỏa đường tuấn này thật sự rất phiền phức triệu huyền luôn cảm thấy mình đi theo anh ta còn nguy hiểm hơn mất phương hướng Ông già Thiên Diễn cũng bàng hoàng trước tin Đường Tuấn đoạt lại được Long Tức, nghe xong câu này liền đá một cước vào mông của Triệu Huyền, tức giận nói cái tên không có tiền đồ này, phải học hỏi đàn em Trương một chút. Nhất định phải tới tán tinh cổ địa, nếu không thì vị trí thánh tử của cậu, tôi sẽ giao lại cho đàn em Trương của cậu đó. Ánh mắt Triệu Huyền càng thêm ai oán, anh ta thật sự là thánh tử của Vạn Diệu cung sao? Trên mặt của ông già Thiên Diễn nở nụ cười thân thiết nhìn Đường Tuấn hận không thể để anh là Trương Long Xuân thật, thầm nói, sao anh không nói cho anh ta biết vạn diệu thiên nghi không sửa được, để hắn tiếp tục ở lại trong vạn diệu cung. Cha, cái tên gia hỏa triệu huyền này mù đường quá, Long lâu lớn như vậy nhưng đâu đến mức lạc đường, có lẽ đã đến lúc phải tính đến chuyện đổi thánh nữ rồi. Đường Tuấn dùng mình một cái, mặc dù không biết ông già thiên diễn đang nghĩ gì, nhưng anh luôn cảm thấy ông già họm hẹm này đang nghĩ đến chắc cũng không phải chuyện tốt lành gì anh dò hỏi, táng tinh cổ địa là nơi nào vậy? Ông già thiên diễn giải thích nói, táng tinh cổ đại là một khu vực hỗn loạn, không thuộc phạm vi của Trung ương Ngân Hà, mà nằm ở phía rìa của vũ trụ. Rất nhiều người tu hành bị Trung ương Tinh Hà hạ lệnh truy sát sẽ chạy trốn đến đây, nhưng khoảng 2, 3 nghìn năm trước, một thế lực đột nhiên xuất hiện ở táng tinh cổ địa, rồi hợp nhất những kẻ ngoài vòng pháp luật và thành lập một đoàn quân phản loạn, nên chiến tranh lớn nhỏ với Trung ương Thiên Hà tiếp tục không ngừng, Đường Tuấn khẽ gật đầu. Ông già Thiên Diễn nói, "Ba ngày này cậu cứ đi theo tôi, tránh để bị một vài người nhớ thương đến." Đường Tuấn nói, "Vạn Diệu cung không sợ đắc tội người khác sao?" Ông già Thiên Diễn đắc ý nói, "Vạn Diệu cung vẫn còn có chút lai lịch. Hơn nữa, lần này cậu cũng đang làm dạng danh cho Vạn Diệu cung của chúng tôi mà." Triệu Huyền ở bên cạnh lôi kéo ống tay áo của ông già Thiên Diễn. Ông già Thiên Diễn tức giận nhìn chằm chằm anh ta nói, "Cậu lại muốn làm cái gì nữa hả?" Lúc này ông ta càng nhìn Đường Tuấn càng thuận mắt, nhưng càng nhìn Triệu Huyền thì càng tức giận. Triệu Huyền rất ủy khuất nói, "Trưởng giáo, tôi chỉ muốn nói với ông rằng anh ta suýt chút nữa đã giết chết Bạch Phù ở Long Lâu đó. Mặt khác cũng giết chết hồ ly nữ tỷ của Hồ Tiêu nữa, cũng suýt chút nữa là làm Hồ Tiêu bị thương nặng." "Đây đều là việc nhỏ, tôi." Ông già Thiên Diễn vỗ vỗ ngực, Dáng vẻ giống như không quan tâm, nhưng sau đó âm lượng lại tăng gần gấp đôi, nói cậu nói cái gì chứ? Chương 2917. Một chi hội Long lâu vốn được cho là sẽ cực kỳ đặc sắc nhưng bởi vì chiến tranh ở Táng Tinh cổ đại bùng nổ mà đã vội vàng kết thúc, nhưng có một vài người lại còn mong chờ hơn thế. Nếu như coi Long lâu chỉ là một cuộc va chạm giữa những người cùng thế hệ ở trong trung ương ngân hà thì cuộc chiến tranh ở Táng Tinh cổ địa sẽ sẽ là cuộc đối đầu với thế hệ cường giả trước nếu như dưới tình huống này mà có thể giành được hạng nhất trong vạn tiên thì ý nghĩa của cũng không giống nhau, có khả năng là bất khả chiến bại. Người tài năng như đạo nhất thần tử, cũng chỉ bị người cùng thế hệ nói là bất khả chiến bại, nhưng chưa từng có ai nói anh ta là vô địch cả. Có thể tưởng tượng sức nặng của danh hiệu này. Sau khi chỉ hội ở Long Lâu kết thúc, một nhóm người vội vã rời khỏi kỳ lân tinh vực, bao gồm cả Bạch Phù. Người vốn đang nên hăng hái với tiểu sát thần, thì lúc này lại đang chật vật chạy trốn trở về Bạch Hổ Tinh Vực. Trong Bạch Hổ Tinh Vực, ở trên một ngọn núi vạn thần hùng vĩ, một con bạch mang to lớn quấn quanh ngọn núi vạn thần màu đen, có thể nhìn thấy dưới bụng nó mơ hồ có bốn chỗ nhô ra, trên đầu mọc ra một thứ giống như sừng. Nếu có người tu hành nào nhìn thấy cảnh tượng này thì đương nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc, con bạch mãng này không khác gì con rồng cả. Một khi chăn hóa thành rồng thành công, thực lực của con bạch mang này sẽ tăng lên một bậc, thậm chí còn mạnh hơn cả thần long cùng cảnh nữa một đám nhân tộc quỳ gối ở trước ngọn núi vạn thần con bạch mang thỉnh thoảng nuốt một hai người vào giống như đang ăn quả vặt bái kiến cụ tổ bạch phù cung kính quỳ ở trước ngọn núi vạn thần hư một tiếng đau đớn phát ra từ trong khỏe mũi của con bạch mang giống như một tiếng sấm rền thân hình to lớn vặn vẹo uy lực của núi vạn thần bộc phát đè cả người của bạch phù xuống dưới đất cụ tổ tha mạng Bạch Phù cầu xin tha thứ. Tu vi của ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Bạch Mang kinh ngạc kêu lên. Mặc dù cú đánh của nó không nhẹ nhưng với sức mạnh của Bạch Phù, sẽ không đến mức cả người bị đè xuống đất. Giọng nói rơi xuống, cả người Bạch Phù lơ lửng ở trước đầu con Bạch Mang, một đôi mắt to nhìn chầm chầm vào anh ta. Trong đôi mắt có một tia sáng mơ hồ đang chuyển động, giống như muốn nhìn thấu cơ thể của Bạch Phù. Huyệt khiếu bị phong kín rồi là vì y sư kia làm sao giọng nói của bạch mang ẩn chứa một chút tức giận huyệt khiếu bị phong ấn tuy rằng tu vi vẫn còn nhưng sức lực của toàn thân cũng không thể dùng đến một nửa mà khi huyệt khiếu bị phong kín càng lâu thì pháp lực ở trong cơ thể sẽ náo loạn cho đến khi tu sĩ bị nổ tung đến chết giống như không ngừng thổi hơi vào một quả bóng bay vậy sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung thủ đoạn này chính là thủ đoạn của y sư hơn nữa y sư nhất định phải đã lĩnh ngộ hết thế giới bên trong. chương 2918 Theo Bạch Mang nhận biết, chỉ có 5 vị y sư thần thánh mới có thể làm được. Bạch Phù cười khổ, nói, không phải anh ta làm, mà là Trương Long Sơn. Anh ta vốn còn vui mừng vì thoát khỏi Long Lâu, nhưng ngay sau đó, anh ta lại phát hiện khiếu huyệt ở trong cơ thể đã bắt đầu phong ấn, hơn nữa anh ta không có cách nào để ngăn lại cả. Mới chỉ chưa đầy một ngày mà số lượng huyệt khiếu bị phong ấn đã tăng lên từ một cái ban đầu lên 10 cái. Hiện tượng kỳ lạ này khiến Bạch Phù không dám ở lại kỳ lân tinh vực nữa, nên vội vàng trở về Bạch Hổ tinh vực, muốn rời khỏi nhà của mình, để đến chỗ của cụ tổ nhờ tìm cách giải quyết. Trương Long Sơn, từ khi nào mà Vạn Diệu Cung lại có một đệ tử y thuật tài giỏi như vậy chứ? Tại sao chưa từng nghe nói qua? Bạch Mang nói nhỏ. Đột nhiên, Hai tia ánh sáng thần thánh lóe lên từ trong ánh mắt của Bạch Mang, bắn vào cơ thể của Bạch Phù. Thân thể Bạch Phù đột nhiên tỏa ra ánh sáng, sức mạnh dao động mạnh mẽ tràn ngập. Một lúc sau, ánh sáng biến mất, Bạch Phù trở lại bình thường, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói cụ tổ, là ông đã. Ban nãy, Bạch Mang cố gắng dùng ánh sáng thần thánh để mở huyệt khiếu đang bị phong kín ở trong cơ thể anh ta, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả bạch mang trầm giọng nói ta có thể dùng man lực để mở huyệt khiếu bị phong kín này ra nhưng cơ thể của cháu lại không thể chứa sức mạnh của ông được nếu thật sự dùng man lực cho dù huyệt khiếu mở ra thì cháu cũng phải chết khuôn mặt bạch phù không khỏi lộ ra vẻ thống khổ chẳng lẽ anh ta thật sự phải chết sao vậy thà chết trong lòng lâu còn hơn bạch mang trầm giọng nói ta không có cách nào cũng không có nghĩa là những người khác không có cách nào trên mặt bạch phù lộ ra vẻ chờ mong nói ý của cụ tổ là sao? Bạch Mang nói, đương nhiên là phải tìm được ngũ đại y sư kia, chỉ có bọn hắn mới có thể phá vỡ phong ấn của y sư thần thánh thôi. Hừm, nếu không phải cháu còn có chút tác dụng, ông cũng sẽ không vì cháu mà nợ mấy ông ra hỏa đó ân tình đâu. Cảm ơn cụ tổ. Bạch Phù cung kính nói. Năm bác sĩ vĩ đại của thiên hà trung tâm được công nhận là năm người có kỹ năng y học mạnh nhất, nếu họ ra tay, họ chắc chắn sẽ mở được lỗ thông phong kín của anh ta. Trung ương Ngân Hà Ngũ Đại Thần Y Sư, được công nhận là y thuật lợi hại nhất năm người, nếu như bọn hắn xuất thủ, nhất định có thể giải khai hắn bị phong khiếu huyệt. Vừa nghĩ tới hy vọng này, trong lòng anh ta lại có một tia sát khí với Đường Tuấn. Trong mắt của Bạch mang hiện lên một tia nghi hoặc, thầm nói thủ đoạn này có vẻ hơi khác với thủ pháp phong ấn huyệt khiếu, ngược lại nó lại có phần giống với các nhà y học cổ đại của Trung Quốc ở vùng thiên khí. Chẳng lẽ lại có người đang phát tán nó sao? Mà lúc này, ở trong vạn diệu cung, đường Tuấn đang tiếp đãi một vị khách bất ngờ đến. chương 2919 Ngao Vấn Thiên mặc một bộ giáp vàng, khuôn mặt Tuấn Tú, phần da thịt ở trên cổ được bao phủ bởi một lớp phẩy rồng mịn, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khiến khí chất của anh ta trông có chút bí ẩn. Hai tay chắp ở phía sau lưng, anh ta đứng trước cửa động của Trương Long Sơn, nhìn về phía vạn diệu cung, cười lạnh nói, ai có thể ngờ một nơi nhỏ bé như vậy lại có thể xuất hiện một thiên tài như anh ta chứ? Xung quanh mấy chục vạn dặm của vạn diệu cung, diện tích rộng lớn, nhưng ở trong mắt của Long Tử, chỉ có thể coi là một nơi nhỏ bé. Đường Tuấn không nói gì cả, nhưng anh có thể đoán được ý định đến đây của Ngao Vấn Thiên, nhưng cũng có chút không hiểu rõ. Ngao Vấn Thiên nói, với bản lĩnh của anh, chắc có lẽ sẽ tham gia cuộc so tài ở táng tinh cổ địa chứ. Khi nói, anh ta không nhìn đường Tuấn, mà đang nhìn khung cảnh ở phía xa xăm. Thái độ này có chút kiêu ngạo, ít nhất cũng cho thấy anh ta không cho rằng đường Tuấn có tư cách khiến anh ta phải để vào mắt. Đường Tuấn gật đầu. Thân phận bây giờ Trương Long Sơn của anh quá mắt, nếu như anh đột nhiên biến mất chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của người khác. Ngoài ra, từ lời truyền miệng năm xưa của ông già thiên diễn, đường Tuấn biết được táng tinh cổ địa có chút bí ẩn, nên anh cũng muốn tìm cơ hội để tu vi tăng lên một bước nữa ngao vấn thiên nói quả nhiên tôi đoán không sai mà giao long tức ra cho tôi tôi sẽ cho anh một cơ hội để sống đồng thời còn được làm bạn với long tộc anh ta nói chuyện đương nhiên không có một chút mất tự nhiên nào cả không đợi đường tuấn lên tiếng ngao vấn thiên đã tự nói tiếp long tức vốn là thứ của long tộc tôi anh có được cũng chỉ là do may mắn mà thôi không liên quan gì đến sức mạnh đâu nếu không dựa vào thực lực của anh thì dù thế nào vẫn không đến lượt của anh đâu nếu như anh đưa long tức cho tôi, khi anh đi theo tôi vào trong táng tinh cổ địa, tôi sẽ đảm bảo anh được an toàn. Nếu có tôi có bảo vật nào không cần nữa, tôi cũng có thể cho anh. Anh ta đắc ý nói, đây là cơ hội để anh làm bạn với long tộc, không ai khác có thể yêu cầu chuyện đó đâu. Sau khi anh ta nói xong một lúc, mà sau lưng vẫn không có phát ra động tĩnh gì. Ngao Vấn Thiên đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ và nghi ngờ có khi mình lại nói chuyện một mình. Anh ta quay người lại, nhìn thấy một cảnh tượng thật khiến anh ta phải tức giận trương long sơn ngồi trên một tảng đá ấn ký hình rồng trên lông mày thoáng hiện vậy mà anh lại dám luyện hóa long tức ngao vấn thiên vô cùng tức giận anh ta nói nhiều như vậy nhưng đối phương không những không coi trọng mà còn dám luyện hóa long khí ở trước mặt khiến anh ta tức giận đến mặt tái xanh đường tuấn liếc nhìn anh ta một cái rồi nói đây là chiến lợi phẩm của tôi không phải tôi luyện hóa cũng rát bình thường sao trong lúc nhất thời Ngao Vấn Thiên không nói nên lời, thật lâu sau mới thở hắt ra, bình tĩnh lại một chút mới chậm rãi nói, vừa rồi tôi nói những gì anh có nghe thấy không? Sắc mặt đường Tuấn hơi lạnh lùng, trầm giọng nói, ta cũng đã nói, đây là chiến lợi phẩm của tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải đưa cho anh chứ? Chỉ dựa vào anh cho rằng thực lực của tôi kém hơn sao? Ngao Vấn Thiên châm chọc nói, những gì tôi nói là sự thật mà. Trong long lâu, người cũng có thể giành được long tức, có thể nói là một phần may mắn, nhưng chuyến đi đến Táng Tinh cổ địa này anh sẽ không được may mắn như vậy đâu. Chương 2920. Không ngại nói cho anh biết 10 vị thánh nữ và thần tử hàng đầu đã âm thầm liên minh lại, muốn giết chết ngươi, sau đó sẽ chia đều long tức ra. Ngoài ra, lần này anh đã đắc tội với Hồ Tiêu, thì ở trong Táng Tinh cổ địa, anh ta và các thế lực đứng sau anh ta cũng sẽ ra tay tấn công anh nếu như anh vẫn cố chấp đi theo con đường riêng của mình thì táng tinh cổ địa sẽ trở thành chỗ chết của anh. Giọng nói của đường Tuấn lạnh lùng vang lên, ai giết ai còn chưa xác định được đâu. Ngao vấn thiên hơi sững sờ, không khỏi lắc đầu nói, thật là nực cười mà, chẳng lẽ anh vẫn cho rằng mình có thể chống lại tất cả các thánh nữ và thần tử thứ 10 trong bảng xếp hạng sao? Tôi chỉ nói đến thế thôi, tự anh quyết định đi. Nói xong, Ngao vấn thiên rời khỏi vạn diệu cung. Đường Tuấn liếc mắt nhìn anh ta rời đi, sắc mặt càng ngày càng rét lạnh, trầm giọng nói, nếu như tất cả 10 vị thần tử và thánh nữ đều chết ở táng tinh cổ địa, có lẽ sẽ là kinh thiên động địa. Lão Đường, anh lại dám nói chuyện hung dữ với Long Tử như thế này sao? Nếu như vừa rồi anh ta đột nhiên nổi giận, thì anh uống một chậu cũng đủ rồi. Ngao Vấn Thiên rời đi không lâu sau, Triệu Huyền đã đi vào sơn động của Đường Tuấn. Anh ta vẫn chưa đủ tư cách đâu. Đường Tuấn liếc mắt nhìn anh ta, nói thực lực anh tăng lên không ít đó. Triệu Huyền cười đắc ý, nói qua miễn cưỡng rồi, nếu có xếp hạng khác, có lẽ là đã được xếp vào trước 100. Dựa vào thực lực ban đầu, tối đa anh cũng chỉ có thể đạt được long khí tầng thứ 8, nhưng lần này thực lực lại có được long khí tầng thứ 10, giúp ích rất nhiều cho anh ta, thực lực của anh ta cũng tăng vọt lên. Lúc nói chuyện, Triệu Huyền nhìn đường Tuấn, ánh mắt giống như nhìn thấy được bảo bối vậy tuy rằng đi theo đường Tuấn rất nguy hiểm, nhưng cảm giác sức mạnh tăng vọt lên này thật sự rất sướng rồi, mấu chốt là từ đầu đến cuối anh ta cũng không làm được bao nhiêu, hoàn toàn là nằm xuống cả. Vừa nghĩ đến những tháng ngày tu hành vất vả trong quá khứ, Triệu Huyền cảm thấy những ngày tháng hiện tại thật sự rất thoải mái. Nếu như đi theo lão đường có thể nằm mà vẫn có thể lên thần quân cảnh, thì quả thực cảm thấy chua sót mà thoải mái. Trong lòng Triệu Huyền hiện lên một ý nghĩ táo bạo, nhưng anh ta lập tức cảm thấy gần như không thể. Anh ta chưa từng nghe nói rằng dựa vào nằm xuống mà vẫn có thể trở thành cao thủ thần quân. Nếu như quả thực thật sự được, thì anh ta chắc chắn là người đầu tiên trong các thời đại. Thậm chí ngay cả tên gọi thần quân anh ra cũng đã nghĩ kỹ, đến lúc đó gọi mình cử đi thần quân. Mặc dù nghe không hay nhưng nó có thể khiến vô số người tu hành phải ghen tị. Nhìn dáng vẻ của Triệu Huyền, Đường Tuấn luôn cảm thấy tên gia hỏa này đang suy nghĩ lung tung gì đó, vội vàng ngắt lời nói, anh quyết định sẽ đi đến Táng Tinh cổ địa sao? tuy rằng ông già thiên diễn muốn triệu huyền đi tới tinh táng cổ địa nhưng cuối cùng vẫn tùy theo nguyện vọng của chính anh ra vậy triệu huyền nặng nề gật đầu đối với danh hiệu cử đi thần quân anh ta cảm thấy rất đáng để mạo hiểm anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói sau khi biết long thái tử đến thì trưởng giáo đã đưa viên ngọc giản này cho anh anh ta lấy một viên ngọc giản đưa cho đường tuấn tinh thần lực của đường tuấn quét qua ngọc giản đã sớm biết được nội dung trong đó của nó vẻ mặt có chút khác thường trầm giọng nói thì ra là như vậy. Đúng là có một thiên long sống ở Long Thành, nhưng lại bị giam cầm, nghe người ta nói nó có liên quan rất lớn với Long Thần. Mà Long Lâu là cốt lõi của trận pháp giam cầm của thiên long, vạn tiên là dùng tưới máu của vạn tộc của Long Lâu để tăng cường sức mạnh của phong ấn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2920